Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay á, là một clip bán xe H2 thì chưa bán ha, chưa có ai hỏi. Nhưng mà clip này sẽ là clip với bán xe Z800. Con xe mình đi cũng khá là nhiều rồi, và bây giờ mình bán cho một người bạn của mình ở nước ngoài về, nhưng mà người bạn này ở miền Trung. Thì xe này mình sẽ gửi ra miền Trung nha anh em. Đó, thì sẽ quay cho anh em coi một dòng xe và sẽ quay cho anh em biết là mình sẽ bảo trì cho em nó lần cuối rồi sẽ giao ra cho anh ở nước ngoài. Đó. Rồi thì ở đây mình đang về Vinh cho xe nè. Thì cái đồ chơi xe mình vẫn để lại luôn nha, mình sẽ đóng vô một cái thùng để mình gửi cho người bạn của mình. Đó, thì cái bô này mình sẽ tháo ra mình về Vinh. Bô SC Titan luôn nha anh em. Nổ cho anh em nghe tiếng nữa. Trước khi về Vinh thì cho anh em nghe tiếng nữa. SC Titan, cổ Titan. Rất là đã luôn anh em. Rất là đã luôn. Thì các bạn những cái này nè, ngày mai mình sẽ về Vinh hết. Rồi mình đóng mấy cái này mình gửi ra cho bạn đó luôn. Và bạn đó rất là thích xem clip của mình, rất là thích khi mà con xe mình lên clip. Thì con xe này hai chìa khóa Vinh đầy đủ luôn ha. Mọi thứ mình sẽ đóng gói, mình về Vinh hết rồi mình gửi cho người bạn của mình. Rồi, đây là cái con xe cưng của mình nha anh em. Đó, và theo lời đề nghị của một anh em ở xa, ảnh quá thích con này, ảnh muốn mua con xe của mình, cho nên mình bán lại cho ảnh. Và đặc biệt tới 10.000 cây rồi, mình phải thật cần thay nước mát. Thì con Z8 này thay nước mát cực kỳ khó khăn luôn, và xe của mình nó lúc nào cũng phải bảo trì từ A đến Z. Anh em thấy không, ở trong thấy không, mới tháo ra nào đó anh em, mới tháo ra rất là sạch sẽ. Mà bây giờ mình phải bảo trì thêm lần nữa, mình dọn dẹp sạch sẽ cho nó không còn bụi đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ thay nước mát. Bây giờ em tháo ốc ở dưới đây nè, là em xả nè, mở nắp này ra nè. Nước mát con này, thay nước mát con Z8 cực kỳ khó nha anh em. Anh em phải tháo luôn cái bình xăng ra, tháo luôn cái bình xăng ra nè đó, rồi mới, tại vì cái nắp nước mát nằm ở đây, cái bình xăng nó đè lên cho nên phải tháo luôn bình xăng ra.
Rồi tháo luôn cái dây áo bên đây ra. Rồi em xả ốc này ra, nước mát xuống. Xả con ốc này ra, nước mát nó sẽ chảy ra. Sẵn tiện mình hướng dẫn cho em mới vô. Toàn hot boy mới vô đó, xả đã xịt nước rồi đó, trời ơi xanh lè luôn đó. Thấy chưa nè, giống như một cậu bé đang đi tè đúng không? Rồi xanh lè luôn ha anh em. Ở đây là anh có hệ thống thoát nước nha anh em đó. Đây xanh lè luôn nè anh em coi. Con này nước mát nó tầm 1,5 lít, nhiều lắm, đẹp không? Tại vì bạn nó năn nỉ quá. Đây là bình nước phụ nha anh em xả, đây là bình nước phụ nè, bình nước chính nè, xả nước chính nè, rồi lát nữa mình bơm nó ra đây. Mà tháo cái dàn áo con này ra cũng chua lắm nha anh em. Z8 nó khó tháo hơn là Z9 với lại Z1000 nha anh em. Những anh em chơi Z8 thì đó, sẵn tiện đây á, mình làm mẫu cho anh em xem luôn. Nhưng mà tốt nhất á, anh em phải đem ra những chỗ chuyên rành về cái này để người ta thay, chứ anh em tự thay rất là lâu, phải kinh nghiệm nhiều, phải đi nhiều. Như mình là Z8 có thể nói là mình đi 4-5 con luôn rồi đó, 4-5 con Z8 rồi, cho nên mình thay nước mát, thay nhớt rồi nó quen rồi, cho nên nó tháo ở dễ. Chứ mà người bình thường á, mà để mò tháo ra con này á, cực kỳ khó luôn, cực kỳ khó khăn luôn. Với lại mình tự tháo nó sẽ bị gãy bát nha anh em. Cái bước tiếp theo á là anh em sẽ bơm nước lọc vô, Aquatina vô. Anh em mua cái chai nước Aquatina 1,5 lít, anh em bơm vô đây, xúc cho nó sạch đó. Bơm vô bình nước phụ nè, rồi bơm vô bình nước chính cho nó sạch đó, nó sạch, nó chảy hết nước cũ ra, anh em thấy chưa? Nó chảy hết nước cũ ra thì mình đợi xíu rồi lát nữa mình mới đóng lại hết, xong rồi mình thay nước mới là ok, là ngon lành rồi đó. Mình thay nước xịn vô là ok. 10-15 ngàn, 20 ngàn cây anh em thay cũng không thành vấn đề nha. Nhưng mà ở đây mình quá kỹ, mình kỹ cứ 10 ngàn cây là mình thay. Ở đây anh em phải lưu ý một điểm nữa là hồi nãy mình đổ cái nước lọc vô để mình xúc đúng không, thì cái nước lọc nó còn nằm ở trong đây nè, nó chưa có ra hết đâu anh em nhìn vậy á, nó rỉ vậy nó chưa ra hết, thì mình phải lấy cái nước chuẩn bị lát nữa mình đổ, cái nước chuẩn bị lát nữa mình đổ thì mình đổ vô, để chừng nào nó ra cái nước hồng á thì mình đóng lại đổ tiếp đi. Đó, nước lọc nó chảy ra nè, đó nước trắng nó còn chảy ra, thấy không, em thấy chưa, nước trắng chảy ra. Em đổ chừng nào ra nước hồng thôi là ok, là mình dừng lại, nước trắng còn trọng á, nước nãy mình xúc á. Miếng nữa là chuẩn bị rồi, rồi xíu nữa đổ nhiều luôn đi, không sao đâu, nước mát ở đây mình mua sỉ mà. Rồi ok, anh em thấy ra nước hồng chưa, mãi tới bây giờ mới ra nước hồng đó. Rồi nó chảy hết cái này là mình khóa lại là ok. Nếu như mà anh em chỉ xúc không á, anh em đổ nước không vô á nha, thì cái nước lọc nó còn ở trong á, nó không có tốt. Mình phải đổ cái nước mà mình chuẩn bị đổ, lát nữa mình đổ vô thì nó ok hơn. Đó, bây giờ ra hết nước hồng rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình khóa lại, rồi chút nữa mình châm nước vô thôi. Nên lưu ý là khi dặn ốc á, chỉ dặn vừa đủ lực thôi, đừng có dặn quá chặt nha anh em. Anh em dặn quá chặt á là con ốc này nó sẽ bị tuôn, nó sẽ bị hư luôn đó anh em. Vừa đủ lực là được rồi, vừa đủ cảm thấy nó cứng là ok. Đó, rồi bây giờ mình tiến hành đổ nước mát vô. Nước mát thì anh em có thể sử dụng những dòng nước mát anh em có thể sử dụng là mô tô hay là xe tay ga đều xài chung được nha anh em. Xe nhỏ xe lớn gì đều xài chung được, quan trọng là anh em xài dòng ngon hay là dòng cùi bắp thôi. Rồi đổ vô. Nếu như anh em chưa biết đổ thì anh em có thể sử dụng phễu nha. Còn cái này bên mình là chuyên nghiệp rồi, mấy này nó đổ quen rồi nên là đơn giản. Anh em thấy không, muốn bảo trì mà đem đến một con xe cho anh em chơi đâu phải đơn giản đâu.
đâu phải dựng lên là bán được đâu, đâu phải xe đó là dựng lên bán đâu, phải mình phải chăm nó như xe của mình, mà đặc biệt xe này mình đi nữa thì chăm còn kỹ hơn là những con xe. Dạ rồi. Anh tới đây anh chơi với mình à. Anh chạy KTM 250. Xe anh đi được nhiêu ngàn cây rồi? 13 ngàn. Cũng mới mà, đẹp quá trời. Cái này nó 2018. Dạ. Nó mẫu 2016. Dạ. Mới. Nó bốc lắm, dòng này mà đi địa hình nó đã lắm anh. Nó nói cào cào thì nó không phải cào cào, mà nói mà dòng nách thì nó cũng nó lai giữa hai con á, nhưng mà mình đi đâu cũng được á, đi địa hình. Hiện tại mình chuẩn bị giao xe cho thằng em về Bắc nè. Đó, bô SC. Không, cái bô này nè. Em phải lấy cái gì đó em gói lại. Hiểu không? Em lấy cái gì đó em gói lại, không thôi nó chảy bô. Lấy một cái bọc gói lại chứ không để gì được, rồi xong lấy thùng đóng lại. Rồi mình chở đi mình giao. Ở bên đây còn cái bát biển số nè. Anh em biết sao để gì không? Cười bò luôn. Đây anh em. Dán băng keo lại. Biết sao không? Tại vì bởi vì á mình phải tháo biển số ra mình rút hồ sơ gốc. Mình phải tháo biển số ra mình rút hồ sơ gốc nha anh em. Đó, giờ giao ra bánh xe. Cho nên mình kẹp lại gì đi tạm thôi. Đó. Ủa anh đưa cho em cái bát biển số đút gầm chưa thi? Đưa rồi. Đưa rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tiến hành đi giao. Bye bye em yêu. Đã đồng hành với mình là lâu nhất trong những con xe. Lâu nhất luôn. Rất là lâu. Chạy biết bao nhiêu nơi cùng con xe này. Hai chìa khóa Vinh. Ổn cái gì mà ổn? Trời, Vinh Đích kiểu này như mặc đồ như con trai vậy. Trời, Vinh Đích bị lét. Đâu có. Vinh Đích bị BD. Đây là áo đồng phục của em. Thôi giờ đi đây anh em ơi. Còn CB 1000R này mới đã nè. Bởi vì tiễn em này đi sẽ có em này về. CB 1000 mâm một góc nè, đó đẹp lắm luôn. Mình mê em này từ đời lâu lắm rồi. Đời các anh chị mình à, bây giờ mới có dịp đem về thì tiễn em với 8 đi thì sẽ có em này về nha anh em. Rồi. Bye bye anh em.